Xin chào tất cả các bạn, sau 830 thì Lumia 730 là cái mẫu máy tiếp theo được Nokia giới thiệu trong cái đợt ra mắt sản phẩm lần này. Và thậm chí thì nó còn thu hút được sự quan tâm còn lớn hơn cả người anh em bên cạnh của nó, là một trong số những cái mẫu máy tầm trung dưới 5 triệu chủ lực trong cuối năm 2014 này. Thì Lumia 730 sở hữu nhiều tính năng và phần cứng khá hấp dẫn trong cái tầm giá của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn và các bạn những giá nhanh về chiếc Windows Phone mới này của Nokia. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình nhận được về từ 730 đó là về cảm giác cầm. Mình đã có một thời gian gắn sim vào cái chiếc 830 này và sử dụng nó trong một thời gian cũng khá là lâu rồi. Với cái việc mà tay đã quen cầm nắm một chiếc smartphone với màn hình 5 inch trong một chân dài như vậy, thì khi chuyển qua bất cứ một chiếc màn hình 4,7 inch nào khác thì đương nhiên cái cảm giác mình sẽ dễ dàng cảm thấy hứng thú hơn. Thay vì dùng cái viền nhôm đứng với góc cạnh khá là sắc nét với 830, thì ở Lumia 730 Nokia lại sử dụng cái kiểu bo tròn rất là mạnh mẽ cả hai bên trái và phải, và chặt cụt cả hai cạnh viền còn lại với kiểu thiết kế đặc trưng mà các bạn có thể thấy thì cũng đời Lumia thủy tổ. Có lẽ là do đã quen với cái xu hướng màn hình smartphone lớn nó đã quá phổ biến rồi, thế nên bây giờ khi mà được cầm lại một cái mẫu máy 4,7 inch như là chiếc Lumia 730 này thì mình hoàn toàn cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác máy nó gần như là lọt thỏm trong lòng bàn tay, cầm rất là thoải mái và gần như không có một tí cấn tay nào cả. Cái điều mà các bạn sẽ thường rất phải gặp phải trên những cái mẫu máy mà có viền dựng đứng, và đặc biệt là viền nhôm, ví dụ như chiếc 830 lúc đấy mình đã giới thiệu cho các bạn. Và một cái điểm nữa mình rất là thích ở chiếc 730 này đó là nhờ kích thước màn hình 4,7 inch nó khá là nhỏ gọn này, nên là bạn hoàn toàn có thể sử dụng máy với một tay khá là dễ dàng và thoải mái. Các bạn sẽ thấy cái ngón tay của mình nó gần như phủ hết toàn bộ diện tích của màn hình rất là dễ dàng mà không cần phải cố với một tí gì cả. Và đây cũng là một điểm mà có lẽ các bạn sẽ cần phải lưu ý khi mà chọn cho mình một chiếc smartphone như thế này. Toàn bộ phần viền máy này thì thực chất nó là một phần của cái nắp lưng phía sau của máy và bạn có thể tháo ra để thay pin cũng như lắp sim và thẻ nhớ cho máy. Các bạn cần lưu ý là cái chất liệu nắp lưng này nó sẽ có một chút khác nhau tùy theo màu sắc mà các bạn chọn mua cho máy. Cụ thể với cái màu cam như bạn nhìn thấy đây thì nó sẽ là mặt bóng loáng như thế này, trong khi đó thì với màu đen, trắng và xanh thì nó sẽ là mặt nhựa nhám. Cá nhân mình thì thực ra là cực kỳ thích cái kiểu thiết kế khá là hay ho này của Nokia. Khi mà các bạn thấy đây thì máy sẽ vẫn có khả năng thay pin rời, trong khi vẫn tạo cho máy cảm giác rất là nguyên khối và chắc chắn chứ không hề hỏng hẹp như là nhiều cái mẫu máy mà có khả năng tháo nắp lưng khác. Bù lại thì các bạn sẽ phải hơi bị tốn nhiều calo mỗi khi muốn bung cái nắp này ra, có lẽ nó gắn quá là khớp và chắc chắn với thân máy nên là khi các bạn muốn cậy cái nắp lưng này ra thì thực sự là một cực hình. Về màn hình thì Lumia 730 sử dụng tấm nền AMOLED kích thước 4,7 inch với độ phân giải HD 1280x720 và được bảo vệ bởi lớp kính cường lực phía trên. So với Lumia 830 thì màu sắc hiển thị trên 730 có phần rực rỡ ấm áp hơn một chút. Cái đặc điểm đó sẽ dẫn đến cho các bạn phần lớn khi mà các bạn nhìn trên màn hình của 730 thì sẽ cảm thấy rất là ấn tượng bởi cái màu sắc nó khá là nịnh mắt. Nói chung là mình hoàn toàn khó có thể chê bai được cái điểm gì với khả năng hiển thị ở một mẫu máy trong tầm giá tầm trung. Một cái điểm nữa mà các bạn cần lưu ý đó là Lumia 730 Nokia đã đưa toàn bộ cái cụm phím 3 phím điều hướng này vào bên trong màn hình thành cái cụm phím ảo nổi lập lờ phía bên trên góc màn hình như các bạn thấy ở đây. Mặc dù cái cụm phím này thì các bạn sẽ thấy nó tự động được ẩn đi khi mà các bạn chạy ứng dụng, khi mà hoặc là làm một số thao tác ở trên màn hình, nhưng mà có lẽ cái điều này nó sẽ vẫn làm nhiều người khó chịu bởi vì nó sẽ mặc nhiên chiếm một phần cái diện tích hiển thị trên cái màn hình mà vốn đã bé tẹo như thế này rồi. Camera cũng là một cái điểm khác biệt lớn giữa 830 và 730. Nếu như ở Lumia 830 hãng tập trung vào chất lượng của camera chính ở phía sau thì Lumia 730 lại đi theo một hướng khác, khi mà ở trên chiếc máy này thì camera chính sẽ bị cắt xén bớt một phần độ phân giải đi. Ở đây thì với Lumia 730 các bạn sẽ chỉ có một chiếc camera chính với độ phân giải 6.7 megapixel với hệ thống lens Kazai danh tiếng. Mặc dù vậy chất lượng ảnh chụp từ camera chính của 730 vẫn rất là tốt, ảnh vẫn rất là sắc nét, rõ ràng và lên màu khá là tuyệt, không hề thua kém một chiếc camera của nhiều mẫu máy Android khác trong cùng tầm giá, ví dụ như là Zenfone 5 chẳng hạn. Thậm chí cái mẫu máy Lumia này thì theo mình thấy nó còn có lợi thế rất là lớn ở cái khả năng chụp tay với toàn bộ các tùy chỉnh, ví dụ như là độ phơi sáng này, tốc độ mở màn chậm hay là độ nhạy sáng, thì các bạn hoàn toàn đều có thể tinh chỉnh rất là dễ dàng và can thiệp sâu về camera này của máy mà không gặp bất cứ một khó khăn cũng như hạn chế nào như là trên camera của các đối thủ khác định vị Android. Thêm vào đó, cái camera trước của máy lần này thì được hãng nâng cấp với chất lượng tốt hơn và chắc chắn là tốt hơn rõ rệt so với 830. Với cái độ phân giải nằm ở mức 5 megapixel, Lumia 730 là một trong số những mẫu Lumia chụp hình selfie tốt nhất hiện nay mà Nokia từng làm, với camera góc rộng, chất lượng hình ảnh rất là tốt, màu sắc đẹp, và thậm chí nếu muốn thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng các chế độ làm mịn da với cái trình Lumia selfie đã được cài đặt sẵn trong máy.